Xin chào các bạn khán giả của S-Channel, chúng ta đang quay trở lại với Gặp Nhau Cuối Ngày và mỗi buổi tối. Và ngay bây giờ thì hãy cùng mình tổng hợp lại những tin tức của ngày hôm nay, những tin tức nổi bật và đáng chú ý nhất có trong Gặp Nhau Cuối Ngày ngày 6 tháng 4 nhé. Tin tức đầu tiên sẽ liên quan đến một cái tên mà có lẽ đã rất quen thuộc với chúng ta, đặc biệt là các bạn khán giả của S-Channel, nam YouTuber Tân Một Cú. Thiếu gia của ông chủ chuỗi phở 10 Lý Quốc Sư đã có những chia sẻ về mức thu nhập của mình sau một khoảng thời gian làm YouTube. Theo Tân chia sẻ thì từ trước khi mở thương hiệu phở 10 Lý Quốc Sư vào năm 2005, gia đình anh chưa khá giả gì cả, nhà còn phá sản nên là đời sống rất bình thường, chỉ đủ ăn đủ tiêu. Về sau nhờ công việc kinh doanh thuận lợi mà cuộc sống của cả nhà mới đầy đủ hơn. So với các bạn cùng trang lứa thì đó là điều may mắn vì Tân không phải lo lắng nhiều về chuyện tiền bạc. Còn về cơ duyên đến với YouTube, Tân cho biết anh được bạn bè rủ đi làm thử video và những sản phẩm đầu tay thực sự rất thô và chất lượng còn kém, nhưng vô tình lại đến tay của anh Huy, chính là founder của S-Channel và đã bắt đầu con đường trở thành YouTuber. Thời gian đầu thì Tân làm review điện thoại, trực tiếp quay và đánh giá các sản phẩm công nghệ với mức lương chỉ khoảng hơn 2 triệu đồng một tháng. Và đó cũng là lần đầu tiên mà anh đi làm công ăn lương ở một nơi mà không liên quan đến bố mẹ hay là người nhà. Tân có chia sẻ rằng ai cũng nghĩ làm YouTuber sướng lắm vì được đi đây đi đó, đóng quảng cáo rồi được nhiều nhãn hàng gửi sản phẩm để dùng. Nhưng mà đánh đổi lại thì sức khỏe về mặt tinh thần bị ảnh hưởng khá nhiều. Làm YouTube trong quãng thời gian dài thì sẽ là việc rất khó khăn và áp lực, khó mà nuôi sống được bản thân cũng như là gia đình hay vợ con. Nói thật, làm YouTube còn nghèo lắm, nghèo hơn đi bán phở nhiều. Cho dù đã đạt được những thành tựu nhất định trong công việc, nhưng mà bố của Tân vẫn muốn anh có thể trở về để kế nghiệp cửa hàng của gia đình. Tuy nhiên thì ông cũng chính là người ủng hộ Tân rất nhiều trên con đường làm YouTube của mình. Nói về dự định trong tương lai thì Tân cho biết, trong tương lai gần, Tân sẽ cố gắng để làm cho cửa hàng tốt hơn và đồng thời duy trì được những điểm cộng đang có, ví dụ như là cửa hàng sạch sẽ, chất lượng phở và thái độ phục vụ tốt. Hiện tại thì mình vẫn đang quan sát, học hỏi là chủ yếu và đồng thời sẽ góp ý về các vấn đề mà bố không thể cập nhật được. Tân Một Cú đã chia sẻ như vậy. Từ trước đến giờ thì cuộc sống cá nhân của các cầu thủ bóng đá Việt Nam vẫn luôn là chủ đề được rất nhiều người quan tâm. Và mới đây, thông tin về việc cầu thủ Xuân Trường chuẩn bị làm đám cưới và những thông tin liên quan đến vợ sắp cưới của anh vẫn đang là một chủ đề thu hút được rất nhiều sự quan tâm và chú ý từ phía cộng đồng mạng. Thông tin về việc tiền vệ Lương Xuân Trường làm lễ ăn hỏi vào ngày 9 tháng 4, Xuân Trường sẽ làm đám cưới với bạn gái của mình là Ngô Mai Nhuệ Giang. Cả hai từng bị đồn đoán là chia tay vào năm 2018, tuy nhiên do một số biến cố mà cả hai đã chọn yêu nhau một cách kín đáo. Một ngày trước thì thông tin một cầu thủ của Hoàng Anh Gia Lai chuẩn bị làm đám cưới đang gây xôn xao cộng đồng mạng yêu bóng đá, thì cuối cùng Xuân Trường lại là cái tên được điểm mặt chỉ tên. Thông tin về người vợ sắp cưới của nam tiền vệ cũng là thông tin mà được rất nhiều người quan tâm. Vẫn biết là Xuân Trường là một người khá kín tiếng trong chuyện tình cảm, nhưng mà tin vui này thì đã gây không ít bất ngờ cho khán giả. Bởi lẽ vợ sắp cưới của Xuân Trường không ai khác ngoài bạn gái lâu năm có tên Ngô Mai Nhuệ Giang, sinh năm 1993 của anh. Nhuệ Giang hơn Xuân Trường 2 tuổi và từng là sinh viên của Đại học RMIT, và hiện tại thì cô nàng đang công tác tại British University Việt Nam. Hẳn là nhiều người còn nhớ vợ sắp cưới của Xuân Trường từng bị netizen ném đá dữ dội vì hành động được cho là mất lịch sự với fan của bạn trai. Cụ thể, Nhuệ Giang đã đem những món quà của fan tặng cho Xuân Trường đăng tải lên trang cá nhân, kèm theo những lời lẽ khá khó nghe. Khi fan tặng cho Xuân Trường một hộp kẹo cùng với những lời nhắn nhủ dễ thương, anh cho cả đội ăn với nhé, yêu các anh, Nhuệ Giang đã đăng tải hình ảnh và kèm theo caption, chị ăn hộ được. Không những thế, cô nàng còn mỉa mai, các em gửi bao nhiêu quà thì chỉ báo chị thôi. Sau khi cả nước đang triển khai làm lại căn cước công dân có gắn chip thì đã xuất hiện rất nhiều những trường hợp hy hữu. Ví dụ như là mới đây là một dị nhân đã xuất hiện với một bàn tay có những chiếc móng tay dài nhất Việt Nam và đã phải mất đến 30 phút để có thể lấy được dấu vân tay. Theo bà Nguyễn Thị Thuận là vợ của dị nhân móng tay dài nhất Việt Nam, ông Lưu Công Huyền. Cách đây 2 năm thì ông Huyền đến Ủy ban Nhân dân xã làm căn cước công dân gắn chip, nhưng mà mất 30 phút mãi không lấy được vân tay do bộ móng quá dài và đã để suốt 40 năm vừa qua. Bà Thuận cho biết bộ móng tay của chồng mình ngón dài nhất là 86cm và ngón ngắn nhất là 20cm. Dù rất vướng víu nhưng mà chồng vẫn thành thạo trong công việc xây dựng và đặc biệt là còn có biệt tài vẽ và tô hoa lá tranh 3D hình rồng phượng rất đẹp. Trong sinh hoạt hàng ngày thì bà Thuận đều phục vụ chồng từ tắm giặt, mặc quần áo cho đến vệ sinh cá nhân. Bà chia sẻ rằng tôi phải hết sức khéo léo mỗi khi thay quần áo cho chồng vì bộ móng dài quá loằng ngoằng. Nhiều lúc tôi phát cáu vì nó quá vướng víu. Theo bà thì mỗi lần mặc cũng phải mất 15 phút mới xong. Thậm chí là có những khi bà còn phải mặc quần áo cho chồng từ tối hôm trước. Móng tay dài nhưng mà do đặc điểm công việc liên quan đến xây dựng và tiếp xúc với sơn cũng như xi măng khiến cho móng tay của ông bị bẩn. Ông không dám vệ sinh bộ móng vì sợ dính nước, móng sẽ bị mủn và gãy. Thậm chí không dám đến chỗ đông người và trời mưa thì không dám đi ra ngoài, đêm về còn phải ngủ riêng và đặt tay lên đầu gối một cách nhẹ nhàng, thi thoảng thì vợ chồng mới có thể ngủ chung. Mỗi lần tắm rửa thì ông đều nhận được sự giúp đỡ từ vợ mình.
Vậy là sau một chuỗi ngày khá dài thả thính với fan, thì vào tối ngày hôm qua mùng 5 tháng 4, Jack đã chính thức tung ra poster hé lộ màn comeback đầu tiên trong năm 2021 này của mình. Và bên cạnh đó thì hai nghệ sĩ khác là Sơn Tùng MTP và Thiều Bảo Trâm cũng đang rục rịch cho MV comeback của mình. Theo đó, bài hát với cái tên có hashtag là LLL, Jack cũng đã hé lộ luôn ngày phát hành sản phẩm và thời điểm ngày 12 tháng 4 năm 2021. Không chỉ vậy mà việc đăng tải dòng trạng thái, vậy là sắp 24 tuổi, vậy là sắp có một bài hát nữa ra đời, lại càng khiến cho các fan của anh cho rằng đây chính là dự án mừng sinh nhật của nam ca sĩ sẽ được ra mắt trong ít ngày tới. Và thông tin Jack sẽ chính thức có màn comeback ngay trong tháng 4 này đã nhanh chóng thu hút được sự quan tâm từ phía cộng đồng mạng. Tuy nhiên thì việc Jack trở lại sau khi fandom mở chiến dịch Donate, tức là quyên góp để chào mừng MV comeback, cũng khiến cho nam ca sĩ phải nhận về rất nhiều những ý kiến trái chiều. Cụ thể, không ít bình luận cho rằng Jack đã phải chờ đợi cộng đồng fan quyên góp mới quyết định có ra sản phẩm mới hay không. Tuy nhiên thì việc cộng đồng mạng cho rằng Jack comeback nhờ việc fandom quyên góp hoàn toàn là bất hợp lý. Bởi trên thực tế thì kế hoạch mà cộng đồng đom đóm kêu gọi Donate nhằm quảng bá cho MV của Jack comeback với dự án là trình diễn ánh sáng laser 3D trên cao ốc 3D Light Show. Được biết thì hiện tại fandom của Jack đã dừng việc Donate bởi số tiền đã lên tới 200 triệu đồng. Về phía nam ca sĩ Sơn Tùng MTP thì vài ngày trước đây, những hình ảnh độc quyền ghi lại khoảnh khắc Sơn Tùng MTP thực hiện MV cũng đã nhanh chóng tạo một sự quan tâm rất lớn trên mạng xã hội. Việc nam ca sĩ âm thầm thực hiện sản phẩm mới đang khiến cho các fan rất mong chờ vào màn comeback tới đây. Nhiều người cho rằng khi mà cả Jack và Sơn Tùng đều có động thái trở lại thì rất có khả năng sẽ có một màn đối đầu. Ngoài ra thì việc đoạn clip ghi lại khoảnh khắc Thiều Bảo Trâm đang miệt mài đi tập thanh nhạc trong thời gian vừa qua đã càng khiến cho người hâm mộ không ngừng phấn khích và không ngừng xôn xao về việc có vẻ như là cô nàng đang chuẩn bị tái xuất cùng với một sản phẩm mới. Như vậy thì rất có khả năng cả ba nghệ sĩ là Jack, Sơn Tùng MTP và Thiều Bảo Trâm sẽ có một màn đụng độ gay cấn khi mà cùng comeback vào một thời điểm. Mới đây trên Facebook cá nhân của mình thì Vân Hugo đã có một chia sẻ liên quan đến ai đó bằng những lời lẽ khá là gay gắt và ngay lập tức đã thu hút được rất nhiều sự quan tâm và chú ý từ phía cộng đồng mạng. Không chỉ vậy mà nữ siêu mẫu Hà Anh cũng đã thể hiện sự đồng tình của mình với ý kiến của nữ MC. Theo đó thì Vân Hugo cho biết nhân vật này thường tỏ vẻ có tiền, có quyền nhưng mà không khiêm tốn mà tự cao tự đại. Đặc biệt là người này còn thích phê phán và mò vào Facebook cá nhân của người khác để ra vẻ. Trước những hành động đó thì nữ MC đã tỏ ra khá là khó chịu và cô khẳng định rằng không ai sợ bạn đâu, đừng tự cho mình là thước kẻ, rồi vạch núi đo sông và nhắn nhủ ai kia rằng lịch sự bao nhiêu cũng chưa đủ, gây sự một chút là bị block luôn. Bên dưới phần bình luận thì siêu mẫu Hà Anh cũng thừa nhận với đàn em khi để lại một bình luận rằng đồng ý hoàn toàn, có những người nghĩ mình ghê gớm lắm nhưng thực chất chỉ là sự bất lịch sự và vô duyên kinh khủng. Được biết thì đây là một lần hiếm hoi mà Vân Hugo đã tỏ ra bức xúc như vậy. Dù không biết là Vân Hugo có đang nhắm đến ai một cách cụ thể hay không hay là chỉ nói chung chung về anti-fan thôi, nhưng mà hiện tại thì dòng trạng thái của cô vẫn đang nhận được rất nhiều sự quan tâm và chú ý trên mạng xã hội. Các bạn thân mến, như vậy là chúng ta đã cùng nhau tổng hợp lại những tin tức của ngày hôm nay, những tin tức nổi bật và đáng chú ý có trong Gặp Nhau Cuối Ngày ngày 6 tháng 4. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Còn bây giờ thì xin chào, chúc các bạn ngủ ngon và chúng ta sẽ gặp lại nhau vào tối ngày mai nhé.